Chào các bạn, ở đây tôi có một số cái khoan của Natian đời đầu, đó là cổ, vì hộp pin nó kiểu này. Nó sẽ gồm có chân 1S, 1 cộng, 2 cộng, 1 trừ, 2 trừ và chân S. Hộp pin lắp cái này. Khá là hay. Cái hộp này là 7,2V. Nó khoan ạ. Đây, và cái hộp màu đỏ nữa. À, khá là chặt. 7,2V, hộp pin là B7230D và EZ505. Được hộp pin 7,2V cả. Thì hộp pin này nó khá là lạ, bởi vì đây là cái khoan mà từ năm 90, khoan đời đầu. Bây giờ chúng ta sẽ thử đi độ pin cho cái hộp pin này xem thế nào. À, chúng ta cậy ra. Cậy nắp này ra. Kéo cái này ra. Ta-da! Đây là bên trong. Tất nhiên là pin này đã hỏng rồi. Vậy chúng ta có hai cái bộ ba. Ôi chà chà. Đây nó sẽ thật sự này. Ok. Chân S bên ngoài. 1 cộng 1 trừ 2 cộng 2 trừ. Ok. Nó gồm có hai bộ độc lập với nhau. Chung nhau lên cổng S. Ừ, hoàn toàn độc lập với nhau hoàn toàn luôn. Vậy nhau như này. Và bộ bên trong thì vào bên trong này. Pin này chết rồi cho nên bạn hoàn toàn yên tâm là không cần sợ bị nó bị chạm. Chỉ gãy cái này. Đấy, 1 trừ 1 cộng. Xem lại nào. Đây là 1 trừ 1 cộng. Và đây là 2 trừ 2 cộng. Hai cái bộ pin này hoàn toàn không liên quan gì nhau cả. Một cách thiết kế rất là lạ của cái hộp pin dạng này. Vậy ba viên pin này thì mỗi bộ này là 3,6. Như vậy trên cò nó sẽ có một cái vị trí nào đó mà nó chập cái cực để lại nó check và nó có thể là nối hai bộ này ở trên cái cò. Tức là nếu mà muốn tạo 7,2V thì nó có thể chập 1 cộng với 2 trừ hoặc 1 trừ với 2 cộng. Để nó tạo ra một cái bộ lấy lúc lúc đấy lấy hai đầu ngoài này sẽ ra là 7,2, còn nếu không chỉ là 3,6 thôi. Hơi lạ vì cách thiết kế hộp pin của vậy. Còn thử hộp pin này xem nào. Chắc cũng vậy. Pin này thì cũng tương tự kiểu vậy. À, có cả ốc. Ốc hai cạnh, ok. Bên này cũng có vẻ vậy. À, bên này sẽ có thêm mấy cái con trở nữa cho cái bàn này. Đây cũng cũng theo thứ tự như này. Và cũng trước thì các cái bộ pin này gần như độc lập, chả liên quan đến nhau cả. Một âm một dương, hai âm hai dương đấy. Đấy, một âm một dương, hai âm hai dương. Và các bộ pin này 3 pin như vậy mỗi pin là 3,6. Do đó nếu mà xử lý cái bộ này thì bây giờ chúng ta cũng lắp lại như thế nhưng mà 3,6 và thêm mạch bảo vệ. Thì ở đây tôi đã làm lại một cái bộ pin cho một hộp pin khác cũng là 3,6 như bạn thấy đây. Một đồng một dương, hai âm hai dương, dây S vứt ra ngoài, chúng ta không cần dây S. Thẳng lên. Các cái bộ pin này thì được bảo vệ bởi một cái mạch. Mỗi bộ pin là 3,6 như vậy chúng ta thay bằng một cặp. Đây là cặp hai viên song song. Phải là 4,2V. Ok, 3,6 lên 4,2 không vấn đề gì cả. Bây giờ lại gắp vào một âm một dương thôi. Khá là dễ. Gắp thẳng lên. Đây có mấy con trở thì chúng ta quẳng tạm mấy con trở đi vì bạn thấy là thông qua mạch thì ra chúng ta chẳng cần con trở. Có cái dây S là dây tín hiệu để điều khiển, chắc là điều khiển chi sạc nếu mà nóng quá thì nó tự cắt, nhưng đây chúng ta không cần. Vì cái pin này về sau chúng ta sẽ sử dụng cái mạch sạc 4,2V để chúng ta sạc. Bây giờ chúng ta cắt bớt và chúng ta hàn lên. Đây là pin chúng ta đấu đã có mạch bảo vệ.
thấy là đây có mạch bảo vệ ở đây, đây có mạch bảo vệ ở đây. Ta thử xem. Dây tôi đang để hơi nó hơi dài một chút cho nên là ép lại hơi vướng. Lát ta sẽ xử lý sau. Để test thử đã. Ok. Phiên bản có mạch bảo vệ. Mạch bảo vệ này là tầm 10 đến 15A. Quay tới độ thấp ok. Độ thấp ok. Đến tới độ cao. Các bạn thấy nó ngắt ngứ, nó không chạy được. Như vậy có vẻ cái dòng của mạch bảo vệ này nó hơi thấp, nó không đủ cái dòng máy khoan. Mạch bảo vệ tầm này chắc phải tầm cỡ khoảng đủ 25A với mạch một xe mất. Hiện tại tôi chỉ mới lắp được, tôi cũng mới có cái mạch tầm 10-15A thôi. 61. Vậy. Bây giờ chúng ta thử không dùng mạch bảo vệ xem. Tháo không mạch bảo vệ. Đây tôi đã tháo cái mạch bảo vệ ra, đấu thẳng. Âm dương pin. Thử lại xem. Thường thì bỏ qua cái mạch bảo vệ thì hơi nguy hiểm một chút. Pin nó sẽ không được bảo vệ khi sạc xả. Okay. Nhưng bây giờ tình huống bắt buộc chúng ta không còn một cái mạch bảo vệ nào mà chịu được cái dòng một cell mà chịu được cái dòng cao vậy. Thì đâu thằng không qua mạch bảo vệ xem chạy được không? Chắc là sẽ chạy được. Okay. Rồi. Tên tên tên. Ok, chạy đã chạy được. Tôi tự chậm. Đã chiều. Tự nhanh. Đã chiều. Chạy được. Thử qua cái hai xe. Tốc độ nhanh, tốc độ chậm. Có vẻ cái cò của cái khoan này có vấn đề. Hoặc là tiếp xúc không tốt. Đúng là tiếp xúc pin không tốt. Tốc độ nhanh. Tốc độ chậm. Ta chiều. Tốc độ chậm. Ok. Như vậy có vẻ là chúng ta không có cái mạch bảo vệ nào cho cái bộ một cell này ở đây cả. Ơi buồn. Nếu các bạn đấu thông qua hai cell lên 7,2V thì chúng ta chỉ có mỗi một tốc độ thôi. Nói chung là cái khoan kiểu cổ kiểu này thì hơi khó. Dùng mạch 2 thì không ổn. Không có mạch nào bảo vệ được một cell mà lên được 20A cả. Đấy là vấn đề của chúng ta, không bảo vệ được pin. Bắt buộc chúng ta phải đấu thông thôi, dùng qua Li-ion. Ok, vậy là đây là một cái khoan có vẻ là khó xử lý. Hoặc là bạn chấp nhận câu dây điện. Đây, có 3 cực. Câu dây điện vào pin, câu ắc quy. Với cái mạch, hoặc là bạn chế một cái mạch bảo vệ bên ngoài. Bởi vì nếu mà bạn nhét bảo vệ ở đây thì cái mạch lớn hơn thế nó cũng không thể nhét được vừa cái hộp pin này. Bắt buộc chúng ta sẽ phải cậy phá cái hộp pin này ra. Đây là một trường hợp khó xử lý đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.